Cảm ơn mọi người. Ôi trời ơi, đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Y tá mì hi ăn hồn má chun hồn cái đi nào. Nào nhanh lên đi nào. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi trời ơi, vô làm là làm thiệt sao? Mở đèn lên đi. Mở lên. Đại ca đâu? Tao hỏi tụi bay là đại ca đâu rồi? Đại ca. Đại ca. Đại ca, phải làm sao bây giờ hả anh? Phải đưa đại ca tới bệnh viện ngay thì mới được. Đầu của mày trúng đạn rồi hả? Bây giờ mà tới bệnh viện với bộ dạng này thì đám bác sĩ sẽ nhanh chóng đến chữa trị cho sao? Tụi nó không có điều trị đâu mà sẽ báo cảnh sát đó. Mày đúng là ngu quá mà. Vậy chẳng lẽ cứ để đại ca chết như vậy hay sao? Đương nhiên là không thể được đâu. Số hàng đó có giá trị rất là lớn. Nếu vậy anh định... Câm miệng lại rồi đứng đó đi. Để tao nghĩ cách đã. Anh à, tao kêu mày câm miệng lại mày không hiểu hay sao hả? Bây giờ em có một ý này. Nếu không phải là ý kiến hay thì đầu của mày sẽ bị bay trước đó. Dạ ở đây. Tàu y khoa sao? Dạ đúng rồi, chính là tàu y khoa. Ở đó có một bác sĩ được mệnh danh là quái vật, có thể cứu người bị dở ruột thừa và nối lại được cánh tay đã bị chặt đi. Là ai vậy hả? Bác sĩ Song Eun-che, bàn tay vàng của tàu y khoa 505 Goichi. Song Eun-che, con nhỏ xinh đẹp như vậy mà gọi là bác sĩ quái vật sao? Dạ, theo như tin tức thì đúng là như vậy. Hơn nữa thì... Hơn nữa cái gì hả? Tàu y khoa đó vừa đúng lúc đang cập cảng ở gần đây. Trời ơi, lâu rồi mới được ăn ngon. Đúng rồi, ăn ngon ghê luôn. Nè, y ta Du uống nhiều rượu lắm rồi sao? Thuyền trưởng có muốn qua phòng tôi làm thêm ly không? Ý hay đó. Hôm nay kết thúc sớm vậy? Mai còn phải khám bệnh nữa, xong rồi còn phải qua phòng cấp cứu. Anh không xuống hả? Tôi còn vài việc cần phải làm. Vậy tại sao cô không nói họa sĩ Chuê nói dối về bệnh của cổ? Nếu là bạn bè đương nhiên là phải nói cậu ấy biết. Vì sao? Vì là bạn nên tức giận khi bị bạn lừa. Cô thấy khó chịu khi cuộc đời bạn mình vướng phải cô gái không tốt. Nhưng bác sĩ Song lại không có suy nghĩ như vậy. Chuyện đó là vì cô sợ Hoắc Hi-on cảm thấy xấu hổ. Không đâu, vì cô không muốn trong mắt Hoắc Hi-on cô là người hay đố kỵ, không muốn ở trước mặt người đàn ông mình yêu trở nên không ra gì. Không phải, tuyệt đối không phải như vậy đâu. Bệnh viện Sejon phải không? Nhờ chủ máy giúp tôi đến phòng bệnh của bệnh nhân Choi Jong-in nhập viện hôm kia. Anh nói tên bệnh nhân là gì vậy? Là Choi Jong-in, cháu gái của trưởng khoa Choi Hyun-sok. Tôi thành thật xin lỗi nhưng mà không hề có bệnh nhân nào tên là Choi Jong-in nhập viện hết. Cô ấy không nhập viện sao? Sao cậu không bắt máy đi? Sao bắt máy được với cái giọng say rượu này đây? Sau này cậu định làm sao? Nó là đang điều trị chứ sao giờ? Phòng điều trị này hoành tráng quá rồi.
Cô làm gì vậy hả? Tôi hỏi rốt cuộc là cô đã muốn giở trò gì với Hyeon nhà tôi hả? Hình như có vấn đề gì thì phải. Nhật ký trực đâu? Cho hỏi anh là ai? Sổ trực đâu? Mày không biết nhật ký trực là gì sao hả? Trả lời đi. Trả lời mau đi. Ở đằng kia kìa. Ở đằng kia. Là cái này à? Thật vậy hả? Trừ thuyền trưởng ban sông Hồ ra thì có 17 người. Vậy thì tổng cộng có 18 người đang đi trên con tàu này có đúng vậy không?